Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư tông đức an cư, chiều hôm nay chúng tôi xin chia sẻ một vài kinh nghiệm về cách tổ chức lễ cưới tại chùa. Điều này nghe có vẻ hơi sốc. Nếu như chúng ta đứng từ góc độ truyền thống rằng là người xuất gia đó, được khích lệ các nghệ thuật chuyển hóa năng lượng tiêu cực của tính dục và việc đề cập đến tình yêu và lễ cưới của người tại gia đó có thể làm cho người xuất gia bận lòng. Trong điều khoản giới luật dành cho người xuất gia tỳ khưu và tỳ khưu ni đó, có một điều Đức Phật khuyên là người xuất gia không làm môi giới hôn nhân, tức là ông tơ bà nguyệt. Việc này khác hoàn toàn với cách thức mà chúng ta đứng ra làm chủ lễ của lễ cưới. Làm ông tơ bà nguyệt thì nó có nhiều nghĩa khác nhau, tức là nối kết như là một dịch vụ môi giới cho hai trái tim có nỗ lực trong tình huống vô minh là một, mà trên thực tế nó vẫn mãi mãi là hai. Có lẽ nguyên nhân sâu xa dẫn đến cái điều chế giới này đó là vì khi làm mai mà thành công đó, nghĩa là đời sống vợ chồng được hạnh phúc đó, thì cũng chẳng mấy ai nhớ ơn lắm đâu. Lỡ mà có vấn đề gì trong hôn nhân thì người ta đổ trách nhiệm cho ông tơ hoặc là bà nguyệt. Cho nên người xuất gia không làm công việc này. Trong các kinh Bali và các bản A Hàm thì Đức Phật dạy rất nhiều các điều đạo đức dành cho hạnh phúc vợ chồng. Và có lẽ Đức Phật là người đầu tiên trong các vị sáng tổ tôn giáo đề cập đến tình yêu, hôn nhân và hạnh phúc gia đình nhiều hơn bất kỳ một vị sáng lập tôn giáo nào. Nó có thể có những lý do rất là chính đáng. Trước nhất, Đức Phật cũng đã từng trải qua đời sống vợ chồng. Và thứ hai đó là Đức Phật dạy rất rõ hai khuynh hướng văn hóa của đời sống: văn hóa tại gia và văn hóa xuất gia. Văn hóa tại gia thì được quyền hưởng hạnh phúc thông qua hôn nhân một vợ một chồng, trên tinh thần tôn trọng bình đẳng giới để cả hai cùng có được những hoa trái của tình yêu. Còn văn hóa xuất gia thì nâng cái tầm của những bậc từ bỏ đời sống thế tục lên thành ngưỡng cửa bậc thánh, và tốt hơn nữa là trở thành các bậc thánh trong tương lai. Trong các kinh chưa có một đoạn kinh nào cấm không cho giới xuất gia tổ chức lễ cưới cho người tại gia. Vào những thập niên 20 và 30 của thế kỷ 20 đó, Hòa thượng Thích Tông Hộng là người đầu tiên chủ xướng phong trào lễ hằng thuận, một danh xưng do Hòa thượng chế tác để thay thế cho từ lễ cưới hay là lễ thành hôn, để tránh cái tình trạng được hiểu theo cái nghĩa quá đề. Hằng thuận là viết tắt của thuật ngữ hằng thuận chúng sinh. Điều nguyện thứ 9 của Bồ Tát Phổ Hiền trong 10 điều nguyện trong nền văn học Hoa Nghiêm nói riêng và Đại Thừa nói chung. Khái niệm mà chúng sinh ở trong nền văn học Đại Thừa đó lúc đầu được hiểu là tất cả mọi loại hình sự sống mà tự thân của nó đã phải được hình thành bởi rất nhiều các yếu tố trong tự thân của nó,
bên ngoài nó, bao gồm chúng sinh có tình thức, chúng sinh vô tình. Về sau này đó thì khái niệm này được gắn kết với học thuyết vô ngã, ám chỉ cho con người hay là loài người ta. Như vậy khi nói là phụng sự chúng sinh tức là cúng dường chư Phật, được hiểu là phụng sự con người tức là cúng dường Đức Phật một cách thiết thực. Tại sao không dùng cái chữ là con người mà dùng chúng sinh? Vì khi dùng con người đó, ta có khuynh hướng là chấp ngã, chấp nhân, chấp chúng sinh, chấp thọ giả. Cho nên dùng khái niệm chúng sinh để cho thấy đây là một cái tổ hợp tâm vật lý gồm 5 yếu tố. Cho nên ý niệm về cái tôi, dù dưới hình thức là cái tôi cá nhân, cái tôi gia đình, cái tôi xã hội, cái tôi văn hóa, cái tôi tôn giáo, hay bất kỳ một cái tôi nào, dễ dàng được rũ bỏ. Tiền bán thế kỷ 20 đó mà dùng các thuật ngữ bằng chữ Hán là không có vấn đề, vì phần lớn cái nền giáo dục chúng ta, và thậm chí là nền hành chánh đó, cũng sử dụng đến chữ Hán. Nhưng từ hậu bán thế kỷ 20 cho đến bây giờ đó, việc sử dụng chữ Hán nhiều chừng nào trong các nghi thức tụng niệm đó, sẽ làm cho cái rào cản được dựng lên, và kết quả là người Phật tử sẽ khó hiểu Phật pháp chừng ấy. Vì quốc ngữ ngày nay nó trở thành là ngôn ngữ khá phổ thông, trong khi chữ Hán nó đòi hỏi đến cái tính chuyên môn trong học thuật. Do đó khái niệm lễ hằng thuận dầu rất hay nhưng lại quá khó hiểu, nó đòi hỏi đến sự giải thích từ điển, rồi điển tích, rồi tình huống xuất hiện, lịch sử ra đời của đó, rất rối quá. Chứ nếu ta áp dụng đúng cái tinh thần của hằng thuận chúng sinh ở trong lễ cưới, chứ nếu ta hằng thuận với vợ hoặc là chồng, sau đó là con cái, anh chị em, người thân thương trong gia đình cũng là một cái đối tượng để hằng thuận, và rộng hơn nữa là tất cả mọi người ngoài xã hội. Và cái tiêu chí tôi nói là rộng để cái nội hàm và ngoại duyên của hằng thuận nó được mở ra, và do vậy hành giả sẽ đạt được cái tính viên dung vô ngại. Trong thời gian khoảng chừng 8 năm qua, khi trở về là Việt Nam, thì chúng tôi đã tổ chức khoảng được 20 lễ cưới tại chùa Giác Ngộ và một số ngôi chùa khác. Một số thì tại tư gia, một số thì tại khách sạn, với tư cách là người chủ lễ. Và cái nghi thức này là được sử dụng đã cũng được 8 năm rồi. Lúc đầu thì chỉ photo để gửi tặng cho các bạn hữu làm chủ trì ở các ngôi chùa đó có nhu cầu của việc tổ chức đây. Sau khi nhận những góp ý căn bản thì cái nghi thức này đã được chính thức in ra. Trong phần nghi thức đó, thì chúng tôi nhấn mạnh đến một số phương diện rất là căn bản. Trước nhất là nói về cái giá trị của việc tổ chức lễ cưới tại chùa. Giá trị đó có thể bao gồm hai phương diện. Phương diện văn hóa đó, thì việc tổ chức lễ cưới tại chùa sẽ giúp cho bên đàn trai đàn gái tiết kiệm được tiền, khỏi phải tốn kém, không có gia súc bị giết để hưởng thụ, không có rượu bia được thiết đãi dẫn đến sự say xỉn, không có các hình thức vui chơi mang tính hưởng thụ tính dục được đặt ra, và toàn là những cái nền văn hóa rất là gần gũi với đời sống là nội tâm được nhắc đến. Do vậy cái ảnh hưởng tích cực cho lễ cưới như thế là rất là cao. Về phương diện đạo đức và tâm linh đó, tổ chức lễ cưới tại chùa đó, đàn trai và đàn gái, đặc biệt là tăng lang và tăng nương,
sẽ có cơ hội được lắng nghe Đức Phật dạy về 5 điều đạo đức dành cho chồng, 5 điều đạo đức dành cho vợ. Bên cạnh đó, đạo đức cho cha mẹ, con cái, bạn bè, người thân quyến, thầy, học trò, chủ và thợ, tín đồ và các bậc đạo sư, bao gồm 6 tương quan xã hội, vốn được xem là mối quan tâm rất đặc biệt của Đức Phật, được mô tả trong bài kinh Thiện Sinh, tức là nghệ thuật sống an lành và hạnh phúc. Bên cạnh việc ôn lại các lời dạy như trên đó, thì các vị chủ lễ còn trích dẫn ra những điều Đức Phật dạy tản mắt đó đây trong các kinh về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình. Rồi sau đó được sự chứng minh của Tam Bảo, các bạn đồng tu trên ngôi chánh điện đó, thì cái rung cảm đó nó sẽ làm cho cái chất liệu hàn gắn đó nó được tốt hơn. Và mỗi khi có những cái bất hòa với nhau trong gia đình đó, thì cũng nhớ đến những cái kỷ niệm rất đẹp ở trên bàn Phật mình đã thề hẹn với nhau rằng là thương yêu, chăm sóc, nâng đỡ, tha thứ để cùng nhau được hạnh phúc. Thì những cái gút mắt giàu có lớn nó cũng được thu hẹp trở lại, và những cái hạnh phúc nó ngày càng được nhân rộng, lớn dần. Cho nên ý nghĩa của nó rất là tốt. Bên ngoài xã hội đó thì tùy theo cái hoàn cảnh của gia đình mà người ta có khuynh hướng tổ chức rất là thịnh soạn và hoành tráng. Thường á, người có tiền thì tổ chức tại các khách sạn 5 sao, 3 sao. Rượu, bia trở thành là một cái phương tiện để giải trí cho lễ cưới và lễ chúc mừng. Mà nếu đi hôm đó ta nói đùa cho vui á, việc mà động phòng qua trúc á, trong tình trạng ông chồng á, thì xỉn, bà vợ á, thì đếm tiền coi cái lễ cưới này người ta ủng hộ bao nhiêu vàng, cà rá, kim cương, tiền bạc, nói chung là bao thơ. Mà nếu mà đậu thai trong cái đêm hôm ấy đấy thì đứa con sau này nó sẽ có cái hạt giống của ăn chơi, tính toán, cần đo tính đếm tiền bạc dữ lắm. Cho nên đôi lúc có rất nhiều gia đình nói là suốt đời tôi sống rất là lương thiện, tốt, nhưng mà sao tại sao sinh ra đứa con nó lại trục trặc. Một phần nó có cái biệt nghiệp riêng của nó, nhưng mà đôi lúc đó, những cái ngày mà mình động phòng qua trúc đó, là sai xỉn, là quắc thước, rồi là đang đặt nặng về cái tâm hưởng thụ hay là cái gì đó nó tác động trực tiếp đến cái tâm của đứa con bên trong. Dầu không phải là nhiều nhưng không thể nói là không có. Nên tổ chức lễ cưới tại chùa sẽ được hướng dẫn một cách căn bản như vừa nêu. Như vậy các Phật tử tại gia đó nên mạnh dạn hướng dẫn con em của mình tổ chức lễ cưới tại chùa. Một mặt á là giúp cho chúng có được cái ý thức về đạo Phật như là sự lựa chọn tâm linh mà cha mẹ, ông bà tổ tiên, nói chung là gia tộc đó lựa chọn là một sự chuẩn xác đáng theo. Thì thứ hai đó là dòng họ hai bên có được cơ hội có mặt tại chùa ăn cơm chay, thưởng thức, nghe giảng, được chúc phúc. Tất cả những cái hạt giống đó, đó mặc dù thấy nó nhỏ như vậy nhưng mà nó có một cái ảnh hưởng rất là tích cực trong đời sống tinh thần của người tại gia. Và khi con em chúng ta đã đam mê Phật Pháp đó, thì ta không sợ nó đam mê trò chơi trực tuyến có rất nhiều yếu tố bạo lực và tính dục, hay là những cái đam mê mang tính cách vật dục khác, khỏe hơn rất là nhiều. Tại các nước Phật giáo Nam Tông đó, thì việc tổ chức lễ cưới tại chùa nó trở thành như là một truyền thống văn hóa. Còn các nước Phật giáo Bắc Tông có khuynh hướng là đi theo pháp môn, mà phần lớn cái nội hàm của nó là hướng đến sự giải thoát,
Cho nên hầu như trong các nghi thức tụng niệm, cái chất giải thoát được xem là axit đậm đặc, mà cái nhu cầu sử dụng cho người tại gia là nó không cần đến. Cho nên cái hiệu quả và hiệu năng trị liệu của các nghi thức này dành cho người tại gia là không cao, không nhiều. Và do vậy dần già, dần như là chúng ta mất dần sự quan tâm về giới trẻ. Là theo chúng tôi đó, lễ cưới là cái quan trọng nhất của họ. Tại Nhật Bản có một cái quan niệm như thế này: muốn tổ chức sinh nhật linh đình đó, thì đến với thần đạo. Muốn tổ chức lễ cưới hoành tráng không thể quên được thì vào nhà thờ Thiên Chúa. Và muốn làm đám ma là sống học đó, thì vào nhà chùa. Sinh nhật đó là những cái kỷ niệm rất đẹp của con người trải qua từng quãng đời, cụ thể là từng năm. Gắn với thần đạo thì thần đạo có được một cái yếu tố quan trọng nè. Còn lễ cưới đó, kể từ hai bên nó kết nhau như là một cái ước hôn nhân, cái ước xã hội, thì cái quãng đời còn lại mấy chục năm họ gắn kết với cái nơi mà họ làm lễ. Còn đến chết mới làm lễ cưới tại chùa, vậy là đạo Phật hốt xác là chính. Nó đùa cho vui. Trong cái đó, nếu ta chăm sóc được cái hạnh phúc của giới trẻ, ta có đến mấy chục năm để hướng dẫn họ đến với con đường chánh đạo, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tinh tấn và nhiều cái chân chánh khác nữa. Mà đợi đến chết rồi chúng ta mới bắt đầu chăm sóc thì chưa chắc đã cải tổ được cái gì đâu. Thì cái quán tính của thói quen đó, nó có một cái khuynh hướng nó mạnh lắm, như là một cái kháng thể. Cái gì khác với nó dù có đúng đưa vào là nó đẩy ngược ra bên ngoài hết. Cho nên mức độ cảm hóa đối với người lớn tuổi là không cao. Do đó ta phải làm sao tạo điều kiện cho giới trẻ đến chùa từ nhỏ. Mà lễ cưới là một yêu cầu không thể thiếu. Phần 2, nghi thức đề cập đến bản kinh khá quen thuộc, đó là kinh Thiện Sinh. Chúng tôi lại trích dẫn kinh Trường A Hàm vì nội dung của nó là nó cô đọng và ít bị trùng lập như là kinh Trường Bộ, văn hệ Bali. Tại vì mà kinh này đó nguyên văn rất là dài, cho nên chúng ta chỉ cần tóm tắt để dịch nguyên văn cái đoạn chính thôi, là giữ lại cái phần giảng nhập của bài kinh, cái kết luận của bài kinh chưa đầy 2 trang. Còn cái nội dung của nó là 6 tương quan xã hội, mà mỗi một tương quan là có 2 chiều. Chúng tôi đảo cái trình tự trong các tương quan đó, lấy cái gia đình làm cái nền tảng, như cái tế bào của xã hội làm chuẩn, trên đảo lộn vị trí chút xíu. Đó là bổn phận vợ chồng, 5 điều dành cho chồng, 5 cho vợ. Sau khi lễ đính hôn chính thức được diễn ra trung bình khoảng 1 năm, thì đôi vợ chồng này nó sẽ trở thành là cha và mẹ. Cho nên cái tương quan thứ hai đó là bổn phận đạo đức của cha và bổn phận đạo đức của con cái. Sáu năm sau, gần hơn là tối thiểu là 3 năm sau, sau khi sinh con, cái tương quan thứ ba bắt đầu có mặt, đó là thầy trò, tức là thầy cô giáo và học trò. Chúng ta gửi con em mình đến trường mẫu giáo, rồi sau đó là cấp 1, cấp 2, cấp 3, v.v. Cái tiến trình của giáo dục đó sẽ được kéo dài trung bình là khoảng 18 cho đến 24 năm, nếu ta lấy tiến sĩ làm chuẩn. Tương quan thứ tư đó là bà con và thân hữu. Bởi vì không ai có thể sống đơn độc một mình với thành viên của gia đình mà thôi, mà còn có những người ngoài gia đình chúng ta, rồi quan hệ huyết thống gần và xa, hai bên, vân vân. Kế đến đó là mối quan hệ giữa người chủ và người thợ, tức là người
chủ lao động và người hợp đồng lao động, nên nó chiếm gần như là 70-80% công của tư quan xã hội, ai cũng phải làm một việc gì đó. Nên cái trách nhiệm đạo đức ở trong tư quan này nó cần phải được đề cao. Và cuối cùng á, là cái tư quan tôn giáo giữa Phật tử và đạo sư. Khi ta đổi cái trật tự theo một cái quy trình như vừa nêu đó, thì ta thấy lời Phật dạy đó trong mối quan hệ gia đình và xã hội rất là rõ ràng. Và do vậy ta có thể trích nguyên văn 6 tư quan đó làm cái nghi thức đọc tụng chính cho lễ cưới. Trong các chùa Bắc Tông đó, bắt đầu từ nghi thức của Hòa Thượng Thích Đông Hậu, thì phần tụng niệm chính đó là Đại Chú Đại Bi, kế đến là Bát Nhã Tâm Kinh, sau cùng là Thần Chú Cát Tường niệm Phật, là nguyện cầu an lành, rồi hồi hướng, rồi nguyện sanh Tây Phương, Tam Quy, vân vân. Tại chúng tôi thì cái nội dung nó quá chung chung, gần như là phần lớn các nghi thức khác còn lại trong các chùa Bắc Tông nó đều có một cái mô tiếp như thế hết. Không thích hợp là vì Thần Chú Đại Bi là một cái phương tiện thay thế để nhiếp tâm thôi. Nó giống như hơi thở của thiền, như là danh hiệu niệm Phật của tịnh độ, giúp cho hành giả là tập trung vào danh hiệu của các vị thần mà không có loạn tâm tán tưởng vọng niệm, chứ nó không có giá trị giúp cho người đọc nó hiểu rõ được cái tầm quan trọng của lễ cưới và hạnh phúc gia đình khi họ đã đến với nhau bằng một cái khế ước hôn nhân. Bài Bát Nhã Tâm Kinh nó thì cao quá, nó lại không thích hợp cho lễ cưới, tại vì trong đó là phá chấp mà, phá chấp vào thân thể rồi cảm xúc, tâm tư, ý niệm, nhận thức, chấp pháp, chấp nhân, chấp chúng sinh, chấp thọ giả. Và những thứ này đó nó rất là cần thiết cho đời sống của con người dưới phương diện pháp lý và dưới phương diện xã hội. Cho nên Bát Nhã Tâm Kinh dành cho một đối tượng khác ở mức độ cao. Trong cái lễ cưới đó thì cái nội dung của nó là không thích hợp. Ví dụ như người ta đến với nhau vì thương nhau, mà thương nó bắt đầu bằng cái gì? Đối với người nam á, là bằng con mắt đi đến trái tim, người nữ bằng lỗ tai đến trái tim. Bây giờ á, là Bát Nhã Tâm Kinh là phá chấp vào những thứ này hết, coi như là làm cho người ta cảm thấy đạo Phật nó cao siêu quá, nó khó thực hành quá, và người ta cho vối không tế, nhón không đụng được. Cho nên á, dần dần họ có cảm giác là họ lưu sụt lại, họ không muốn tế nữa với Phật pháp. Và nếu tế rồi đó thì cũng giống như các thầy tu sĩ và các sư cô thì nó bị lạc quẻ đi. Cho nên cái phần nghi thức đó, mà sử dụng quá nhiều những cái bài kinh có triết lý cao siêu đó, thì dòng họ hai bên khi tham dự một lễ cưới trong vòng 30 phút sẽ không có cảm nhận được cái hấp dẫn gì hết đó. Sau đó đến nhà thờ làm lễ cưới được gọi là một bí tích hôn phối rất là trân trọng, nhạc lễ, rồi cô dâu chú rể, rồi mỗi cô dâu chú rể có phù dâu phù rể, ai cũng ăn mặc sang trọng, rồi thậm chí là linh mục nhảy đầm cùng với gia đình sau khi làm lễ, rồi chúc tụng với nhau rất là thân mật. Thì hai cái hình thức đó nó bị chênh lệch với nhau quá nhiều đi. Và do vậy đó, nếu có một sự so sánh đó, thì giới trẻ sẽ thấy là lễ cưới tại chùa không có hấp dẫn bằng là lễ cưới tại nhà thờ. Trong khi Chúa Giêsu Kitô đó, trong Kinh Thánh Tân Ước đó, hầu như không có dạy chi về lễ cưới. Các tôn giáo còn lại cũng như thế, còn Đức Phật có dạy rõ ràng nhưng mà chúng ta lại không áp dụng. Ta có thể chọn nhiều bài kinh khác để làm cái đọc bản chính cho lễ cưới, chẳng hạn như bài kinh Đức Phật dạy về 7 loại vợ: vợ như mẹ, vợ như em gái, vợ như người hầu, vợ như bạn đồng hành,
vợ như sát nhân, vợ như bà xếp, rồi vợ như những người hắc ám. Thì bốn cái loại hình vợ đầu rất là ấn tượng. Và tương tự ta có thể suy ra tính cách của chồng: chồng như cha, chồng như anh trai, chồng như bạn đồng hành, chồng như người giúp việc, chồng như sát nhân, chồng như ông chủ, và chồng như kẻ lớn quớ, lớn quýnh gì đó. Và bốn mô hình đầu đó tương đối là tốt. Chuẩn nhất là vợ và chồng như là bạn đồng hành. Vì yếu tố đồng hành nó làm cho hai bên nó đến với nhau bằng cái sự tình nguyện. Và mỗi khi mang được cái hạnh phúc gì cho người kia, mình có cảm giác là mình được nâng giá trị và được hạnh phúc. Cho nên cái yếu tố bắt buộc người khác phục vụ cho mình hầu như không có. Do vậy cái tình trạng mà chồng tôi vợ chúa hay là chồng chúa vợ tôi thì theo mối quan hệ văn hóa mẫu hệ hay là phụ hệ đó gần như là không có trong các cái gia đình Phật giáo theo tinh thần Phật dạy thông qua các kinh. Nếu ta chích đoạn kinh ngăn đó thì nó trung bình chỉ có khoảng 7 trang, có 18. Thì việc đọc tụng nó tối đa là 15 phút thôi. Sau khi đọc xong đó thì trong các nghi thức bắt tông đó, nó có một cái phần được gọi là phần lại báo ơn, tức là đền tạ ơn đức, bao gồm bốn đối tượng chính là ơn tam bảo, ơn cha mẹ sinh thành, ơn sư trưởng dạy dỗ và ơn tổ quốc. Và như vậy đó, tứ trọng ân của đạo Phật sẽ được tất cả các Phật tử thông qua lễ cưới tiếp nhận đó, vận dụng nó trong đời sống xã hội là điều rất là hay. Và ở đây cũng cần lưu ý đó, vì lễ cưới đó, cô dâu chú rể và họ tộc hai bên nó đều ăn mặc theo truyền thống văn hóa của một quốc gia. Ở Việt Nam đó thì nữ mặc áo dài, nam mặc ngày xưa nó cũng áo dài khăn đóng, bây giờ đó thì quần tây bỏ áo trong quần. Do vậy đó, cái nghi thức lễ mễ lại lục đó thì chúng ta đừng nên quan trọng đó, thế nó bằng cái xá thôi. Tại vì mặc áo dài, áo cưới, rồi quần, dĩ nhiên là nó rất là không thuận lợi cho việc này. Cho nên ta phải linh động. Tại vì giới trẻ mà nó quỳ gối, mà nó chày đầu gối, nó sợ không dám đến chùa nữa đâu. Từ từ. Phần kế tiếp của chương trình đó là bốn điều phát nguyện. Mà đây chúng tôi nó có một cái ý nghĩa cam kết rất là căn bản. Điều phát nguyện thứ nhất, chúng con nguyện sống tiếp nối đạo đức và truyền thống văn hóa của Việt Nam, tổ tiên và gia tộc chúng con. Thì theo mọi quốc gia mà cái điều này nó có một cái linh động hay thay đổi. Ví dụ đang ở Hoa Kỳ và là công dân là Hoa Kỳ, gốc là Hoa Kỳ thì tôn trọng cái văn hóa Hoa Kỳ. Nếu là một cư dân khác như là Việt Nam sống tại Hoa Kỳ thì ta giữ cái văn hóa Việt Nam, bên cạnh đó ta cũng tiếp thu cái nền văn hóa mới tại đây. Bởi vì nếu không làm như thế đó thì cái mâu thuẫn về nội hàm văn hóa giữa hai quốc thể mà chúng ta có mặt trong mối tương quan chung đó, nó sẽ làm cho mình rất là khó xử. Như là thế hệ cha mẹ và con cái, cha mẹ tại Việt Nam sang, con cái được sanh ở Mỹ, yếu tố văn hóa của Hoa Kỳ nó chiếm đại đa số hơn là văn hóa Việt Nam. Từ cái truyền thống văn hóa này có thể được linh động và hiểu trong từng cái bối cảnh quốc gia nơi mà lễ cưới được diễn ra. Truyền thống văn hóa của một đất nước là cái lớn nhất, cho đến là văn hóa của tổ tiên và hơn là gia tộc. Ta phải giữ những cái di sản văn hóa phi vật thể đó và khéo hướng dẫn để cho đôi tân hôn đó thấy được cái giá trị. Và do vậy sự giữ gìn nó là một yêu cầu không thể không có. Thì thông thường ở miền quê đó, người ta đối diện với cái nghèo, cho nên yếu tố văn hóa ta không thấy quan trọng.
cơm, áo, gạo, tiền. Những làng xã ở Long An và các tỉnh miền Nam đó, ngày xưa đó thì làm bằng gỗ lim, giờ ta có nhu cầu phá nó ra bán với giá rẻ để các cái nhà tường. Trong khi các ông đại gia, các bà đại gia đó thì cố đi thu gom các ngôi nhà đó để làm nhà giả cổ. Cái quy luật đối lập đó, về phương diện tâm lý đó, nó tạo ra cái sự phản hồi rất là tinh tế trong đời sống. Chứ người mà thiếu vật chất đó, thì ta muốn bỏ đi cái văn hóa gốc để ta tìm cái kinh tế mà sống. Người mà nó đầy đủ vật chất rồi đó thì ta muốn quay trở về với cái giá trị văn hóa phi vật thể. Và trong cái điều phát nguyện này đó, nó làm cho cả hai ý thức và dòng họ cũng ý thức được rằng cái văn hóa gia đình đó, những cái điều hay đóng góp của tiền nhân đi trước đó cần phải được tôn vinh, phát triển. Và trên cơ sở đó ta tôn vinh phát triển nền văn hóa Việt Nam. Đạo lý yêu nước từ đó được phát sinh. Điều phát nguyện thứ hai, chúng con nguyện sống chung thủy, xây dựng cho nhau sự hiểu biết, thương yêu, chăm sóc, chia sẻ, nâng đỡ nhau với lòng kiên nhẫn. Thì đây là điều mà để cho hai bên cam kết rằng là đời sống hôn nhân đó, nó như là nước và sóng đó. Không phải lúc nào nó cũng là nước phẳng lì. Sống ba đào, có khi là từ bên ngoài ập đến, có khi từ bản thân ở dưới lòng đất nó trỗi dậy, có khi nó phát xuất từ cái hiểu lầm, cái ghen tuông, cái hờn giỏi, cái nóng giận và nhiều yếu tố khác. Cho nên là phải thấy rõ được việc xây dựng trên nền tảng có hiểu biết thì sự thương yêu đó sẽ giúp cho cả hai đã có nhu cầu là chăm sóc, chia sẻ, nâng đỡ nhau với lòng kiên nhẫn. Chứ còn không kiên nhẫn ta làm được vài ba lần rồi cũng mệt mỏi bởi những áp lực và cuối cùng cũng bỏ thôi. Nếu không có những cái lời phát nguyện thế này đó thì ta dễ dàng bỏ cuộc lắm. Còn phát nguyện biết bao nhiêu người nghe thấy thì đó mình nhớ lại ngày hôm đó tôi cũng đã nghĩ như thế, vì tôi thấy là như thế nó có lợi cho cả hai nên tôi đã cam kết rồi, mà bây giờ mà không giữ được là không anh hùng. Tự động thì mình thu xếp cái tôi lại cho nó bằng một xó để cho hai bên có thể hòa quyện với nhau giải quyết những vấn đề bằng cách đó là đào sâu những điểm tương đồng và quên đi càng nhiều càng tốt những điểm dị biệt. Nó có một cái ranh giới để cả hai bên cùng tôn trọng. Điều phát nguyện thứ ba, chúng con nguyện sống với tinh thần tôn trọng và thái độ hài hòa, không gây sự, không trách móc, không hờn giận, không lý luận hơn thua, để bồi đắp hạnh phúc và an vui. Cái cam go trong đời sống vợ chồng đó là những cuộc chiến tranh miệng mồm. Nhiều cô vợ rất đẹp, sang trọng, có học thức. Chúng tôi nghĩ rằng là đây là cái thời đại bình đẳng giới đó, cho nên là đôi lúc mình nói rồi là cũng không muốn thua gì ông chồng hết đó. Ông chồng nói một câu mình đáp lại một câu, ông nói hai câu mình đáp lại bốn câu, do đó hạnh phúc sẽ mất hết. Cái khó ở trong gia đình mà người vợ thành công hơn chồng nó nằm ở chỗ đó, bởi vì cái tôi của ông chồng bao giờ nó cũng to hơn. Cho nên vợ càng có vai trò chừng nào đấy thì càng phải đóng giả vờ là thua chồng mình cái đầu, để cái mặc cảm của mày râu nó không có bị trỗi dậy. Mà khi trỗi dậy rồi thì các ông sẽ bị cái thói quen rất là kỳ lạ là chán cơm ngon mà thích ăn phở dởm. Tại vì khi ăn phở dởm nó có cơ hội chứng tỏ được cái tôi của mình. Nào là người ta hầu hạ dạ bẩm trình thưa, mình tự động nó có giá trị. Rồi ông về nhà bị vợ quát tháo bắn chửi tùm lum, thí dụ thế. Thì làm sao mà mấy ông cảm thấy hạnh phúc? Dĩ nhiên mình nói là cái này nó không đúng, ai không biết nó là không đúng. Nó để ở chỗ là có tâm lý hay không thôi. Trong hôn nhân không phải đúng là thành tựu, còn phải có tâm lý, phải có những cái cảm thông, có hiểu biết về cái khác biệt về giới tính thì chúng ta mới có thể tôn trọng lẫn nhau được. Và từ đó nó dẫn đến sự hài hòa. Vì đàn ông vẫn là sống với con mắt nhiều, cho nên là ham sắc, còn phụ nữ là thích nói nhiều, cho nên là nặng về cái lỗ tai, dễ chấp về cảm xúc.
Đó là hai cái sự gì việc rất là căn bản à. Không muốn hiểu thì cũng không được, bắt buộc phải thế thôi. Để mình tôn trọng, và lỡ mà nó có chuyện gì rầy rà xảy ra đó thì cũng đừng nên quan trọng quá đó, không gây sự, không trách móc. Có nhiều người cứ thích chì chiết, đã tha thứ cho người ta rồi mà mỗi khi có cái dịp gì đó là cứ nhắc lại thôi, nhắc riết rồi cái người ta nghĩ là mình giống như kẻ có tội vậy đó. Thôi có thêm một lần tội nữa cũng không sao. Chúng tôi vào nhà tù có nhiều anh em ta tâm sự thế, đã giết 3 người rồi thì cũng tội tuyên án tử hình là chung thân, và giết thêm 1 người nữa cũng có chung thân thôi, thì làm cho họ đâu có sợ mà ngưng cái giết. Do đó đó là chuyện nào đã quá khứ thì khép lại, đừng có chì chiết lẫn nhau, không giải pháp, không giải quyết được việc gì hết á. Điều pháp nguyện thứ 4, chúng con nguyện có trách nhiệm hướng dẫn con cháu quy ngưỡng Tam Bảo, dùng hết tâm lực và phương tiện xây dựng hạnh phúc cho thế hệ con cháu của chúng con. Cái lời cam kết này nó một mặt thể hiện cái tính trách nhiệm rất là cao về vấn đề nuôi dưỡng về thể chất cho con cháu, nuôi dưỡng về thể trí, tức là giáo dục cho ăn học đến nơi đến chốn, và nuôi dưỡng về đạo đức tâm linh, tức là có trách nhiệm hướng dẫn con em mình đi vào đạo. Chứ đừng có hiểu lầm rằng là đạo Phật đạo tự giác là để cho người ta tự cái luật tự ý thức, không có, Đức Phật không dạy thế. Cái chữ tự giác của đạo Phật nó được hiểu là gì? Tự tu tập để giác ngộ, chứ không ai ban thành quả cho chúng ta. Còn theo Đức Phật á, Đức Phật có những quy định đàng hoàng, tại gia 5 giới, tập sự là 8 giới, xuất gia 10 giới, 250 giới, 348 giới, vân vân. Và ai làm sai bị tận xuất, bị kỷ luật, có nhiều hình thức, và nó là một cái bộ luật đầu tiên hoàn chỉnh trong lịch sử nhân loại. Cho nên đạo Phật ở các nước Nam Tông á, nó thường là đạo Phật dòng từ thế hệ này sang thế hệ khác, mà khi đạo Phật đã có mặt ở một nước Nam Tông nào rồi thì không bao giờ bị bấn rỡ đi được hết. Tại vì Nam Tông á, truyền dạy những cái đạo lý rất bình dân, nó gắn liền với nhân thừa đấy. Còn các nước đại thừa đó thì truyền bá những cái cao siêu quá, có lúc đó thì nó lên đến đỉnh cao như là đến mặt trời mặt trăng, đến lúc rồi nó tuột dốc, nó xuống dưới vực thẳm mà vực dậy không nổi, và cái điểm bị mất hết rồi là không khôi phục được. Iran, Iraq, Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Indonesia, Malaysia, Philippines đều là những nước của đạo Phật đại thừa trong quá khứ, bây giờ nhường bước lại cho Hồi giáo. Những cái bang dọc theo dải Hy Mã Lạp Sơn như là Mizoram, Assam, Nagaland, Manipur, trước đây nó là cứ sở của đạo Phật đại thừa, bao gồm luôn cả cái phần trên đỉnh cao nhất của nước Ấn Độ đấy, bây giờ trở thành là cứ sở của Thiên Chúa giáo và một số là của Hồi giáo. Trong khi đó chỗ nào mà có đạo Phật Nam Tông đến thì khó có cái gì bướng rễ được lắm. Đó cũng là điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Như vậy cái trách nhiệm hướng dẫn cho con em mình quy y đó, nó có một cái hỗ trợ với hình thức là những hạt giống. Chẳng hạn như là khi mang thai đi, người mẹ siêng đi chùa thì yếu tố đó là tác động tích cực đến đứa con trong bào thai rồi. Rồi khi được 3 tuổi đó dẫn đến các chùa cho quy y, mặc dù lúc đó nó có biết gì đâu, không sao hết á, đừng lý tưởng hóa. Cái gieo hạt giống đó thêm lần thứ hai, sau này nó khoảng 12-13 tuổi đó là bây giờ nó khôn hơn chúng ta ngày trước rồi, do cái bùng nổ thông tin internet, tivi, báo đài, cho nên đó là giới trẻ ngày nay vậy thì sớm hơn, nó trưởng thành sớm hơn, cho nên là khoảng 11-12 tuổi là có thể cho nó quy, lúc đó nó có nhận thức rất rõ rồi. Và nếu nó vẫn chưa rung động đó thì đến tuổi 20-20 ta cho quy thêm lần thứ tư không sao hết á. Ham nắm là cái niềm tin vào Tam Bảo là một nhu cầu không thể thiếu. Đó là lý do mà các tổ khi mà soạn ra các nghi thức tụng niệm đó, cứ mỗi cuối một bài kinh là phải có tam tự quy. Thế là dắt mình đó là đến với Đức Phật, đến với chánh pháp, rồi đến với các vị xuất gia chân chính, có tu học, có năng lực hướng dẫn.
Mà cái lễ quy mà mình làm có một lần trong cuộc đời làm sao nhớ. Do đó một người có thể quy 5 lần mấy lượt không sao, miễn là đừng có rơi vào tình trạng thấy ông thầy khác nổi tiếng ông thầy của mình, cho nên mình bỏ ông thầy mình đến quy, cái đó là cầu danh. Còn quy vì thầy mình đã qua đời, mình cần cái hỗ trợ tinh thần, hay là thầy mình ở một nơi quá xa, mình cần có một vị thầy để gần gũi học hỏi, hoặc là trong lúc mình quy đó mình chưa có những cái rung động tâm thức, do vì đó là ăn theo ăn ké chứ còn không có hiểu gì hết á, hoặc là bây giờ mình mới bắt đầu giác ngộ, thì bắt đầu những sự quy như thế đó, nó sẽ gây cho mình một chấn động tâm thức rất lớn, và việc ấy nó sẽ dẫn đến cái năng lực hành trì rất cao. Cho nên phải làm sao giúp cho con cháu trở thành Phật tử bằng sự cam kết và hỗ trợ của chúng ta. Sau khi thực hiện 4 điều phát nguyện thì cái điều quan trọng đó là trao lễ cưới. Nó như là một cái mặc định về văn hóa, rằng ngay thời điểm ấy đó, người nam và người nữ này đã chính thức làm vợ và chồng của nhau, như là một khế ước xã hội được luật pháp bảo vệ, họ hàng và thân hữu làm chứng. Và đây có thêm sự chứng minh của Tam Bảo này thì càng quá tốt đi. Nền văn hóa Việt Nam ảnh hưởng Phật giáo khá nhiều. Cái chữ nhẫn rõ ràng không phải tự nhiên mà nó có, nó là một cái từ Phật học đó. Nhẫn nại, chứ đừng dùng với chữ nhẫn nhục. Chịu đựng là nhục. Nhiều người ta cách nghĩa chữ nho theo cái kiểu mà nho chùm á, nghĩa đùi, nên rốt cuộc là hiểu sai. Cho nên chữ nhục ở đây được hiểu như là một tăng ngữ, chữ nhẫn như là một động từ. Nhẫn nhục là mình chịu đựng với một bản lĩnh, với sự hiểu biết và cảm thông những cái nghịch cảnh có thể làm cho mình đôi lúc đó là bị xúc phạm, nhưng mình không thấy bị nhục gì hết á, không có bị ảnh hưởng gì hết á, vì ta biết được quán vô ngã, quán không thọ giả, tức là mình không có tiếp nhận nó như là một năng nhắc. Cho nên giải thích cái chữ nhẫn, cái vòng tròn nó nói kết. Và khi một người nam trao cho người nữ và người nữ trao cho người nam đó, thì hai bên cũng đã cam kết với nhau là chịu đựng nhau như là một cái mắt xích, thay vì là hai cái vòng nó siết lại như thế này làm sao đeo. Cho nên mỗi bên đeo một cái và nói kết như là một mắt xích gắn bó bền bỉ. Chữ nhẫn đây là vừa có cái tính chịu đựng để dẫn đến tình trạng là răng long tóc bạc, chung thủy một vợ chồng. Và thứ hai, nó như là một cái gắn kết về đời sống tinh thần. Bởi vì hôn nhân không chỉ đơn thuần là thỏa mãn cái nhu cầu bản năng hay là truyền giống nội, nó còn có các giá trị tinh thần, văn hóa, tương quan gia đình, trách nhiệm xã hội và nhiều cái yếu tố khác nữa, đặc biệt là sự đồng hành. Nói chung là tại phần này thì chúng ta cố gắng giải thích một cách ngắn gọn về ý nghĩa của chiếc nhẫn, và thầy chủ lễ sẽ đại diện cho các vị tôn đức có mặt ở trong lễ này để nói lên việc ấy, và làm sao cho nhẫn được đặt trong cái hộp rất là trân trọng. Có người trợ giúp lễ cầm một cái mâm hay của dĩa, có khăn bằng nhung trang trọng, thì nó gây cái tác động tâm lý truyền dẫn tích cực. Là trước khi trao cho nhau đó thì chú rể nên nói, và cô dâu cũng nói một cách tương tự như thế này: trước sự chứng minh của Tam Bảo, cha mẹ và họ hàng hai bên, con là, tức là chú rể phải tự tin tên tuổi của mình, xin nhận người con yêu nhất là em gì đó, tên tuổi, ngày tháng năm sinh làm vợ con. Con xin trao nhẫn cưới cho vợ con và nguyện sống trọn đời chung thủy với vợ, tôn trọng, hiểu biết, chia sẻ và nâng đỡ nhau để cùng hạnh phúc. Khi một người nam mà phát ra được những lời như vậy đó, thì tự động đó, các hành động, lời nói, việc làm của anh ta nó về sau này phải cố gắng mà nó đi theo cái quy đạo đã được chứng minh. Nói xong rồi đó thì chú rể mới bắt đầu trao chiếc nhẫn, và họ tộc hai bên nó có thể vỗ tay hay là với một hình thức nào đó để tán dương cái lời phát nguyện
với sự cam kết có ý nghĩa cho hạnh phúc. Sau đó đó thì cô dâu sẽ nói lại bằng một cái nội dung tương tự như vừa nêu thôi. Cái điều nói như vậy rất quan trọng. Trong các nghi thức Phật giáo thì hầu như chúng ta không quan trọng chuyện này. Chúng ta ngại nói chuyện yêu đương trước mặt thầy tu. Lễ cưới thì cứ nói sao đâu. Và nếu chuẩn bị chú đáo nữa thì sau khi phát nguyện xong đó, thầy chủ trì hay là thầy chủ lễ đó sẽ trao cho đôi tân hôn một cái chứng nhận kết hôn có hình tam bảo chứng minh, rồi ta để cái trách nhiệm năm điều đạo đức của chồng của vợ, rồi năm điều đạo đức mà cả vợ chồng cần phải văn giữ, rồi câu pháp cú 183 không làm các điều ác, thực hiện các điều lành, giữ tâm ý thanh tịnh là tinh hoa Phật dạy chẳng hạn thế. Thì ngay cái lễ cưới mà được nhận cái bằng chứng hôn như vậy thì rất là có ý nghĩa. Thì vợ chồng về sẽ treo nó ở trong phòng ngủ hay là cái phòng nào đó có kinh nghiệm hạnh phúc giữa hai bên để nhắc nhở nhau chứ. Thì bên Phật giáo chúng ta hầu như là không có nhấn mạnh đến phần này, tức là mình cứ nghĩ là phá chấp là dành cho xuất gia, cho tại gia là những cái này nó cần thiết lắm. Hình thức mẫu mã nó mang tới cách khích lệ cho họ, chúng ta không thể phủ định chuyện đó. Và các nhà cung danh đã khai thác cái yếu tố tâm lý đó, cho nên nó phải thay đổi mẫu mã liên tục. Làm một cái tờ chứng hôn giống như cái tờ giấy photocopy hỏi chứ làm sao hấp dẫn được. Ta phải in offset màu sắc ấn tượng, nhìn như tự động nó có một cái gì đó mình cảm thấy nó thích thú liền, thì ta mới trân trọng nó để treo lên ở trên bàn thờ để tôn vinh nó chứ. Theo sau phần trao nhẫn cưới đó là chúng ta mời đại diện của chú rể và cô dâu nói lời chúc phúc. Tự nhiên là để cho cái việc nói đó nó ngắn gọn và có ý nghĩa đó, thì thầy chủ lễ là chủ hôn đó cần phải hướng dẫn cho gia đình trước nói cái gì. Dĩ nhiên ngôn ngữ ở đây nó phải là ngôn ngữ kinh nghiệm thực tế chứ không phải là ngôn ngữ lý thuyết hay là cái ngôn ngữ ngoại giao khách khí quá, nó không có tác dụng. Ta lấy là một cái kinh nghiệm gì đó nó ấn tượng nhất ở trong đời là giúp cho cái hạnh phúc vợ chồng đó được duy trì. Có thể nó là một cái thách đố đứng trước bờ vực thẳm của chia tay, nhưng rồi một trong hai người đã biết cách hàn gắn lại, đưa một cái kinh nghiệm đó ra ngắn gọn trong vòng 3 phút thôi bằng cái ngôn ngữ xúc động rõ ràng như thế, thì đôi tân hôn mới như có thêm những bủ bói bí kíp bỏ công hôn nhân, bỏ túi để xài trong những lúc mà cần thiết. Và đại diện bên cô dâu cũng nói bằng cái kinh nghiệm riêng. Dĩ nhiên ta không cần nhất thiết phải là cha của cô dâu hay là mẹ cô dâu, cha chú rể, mẹ chú rể, có thể là chú bác, dì thím mợ, thậm chí là người anh người chị, người nào có cái năng lực nói và cái năng lực chia sẻ. Tất cả phải được lên bằng kịch bản hết á, chứ không để cho nó tự nhiên, vì tự nhiên đôi lúc nó không có được hay. Cho nên ta phải có những gợi ý và yêu cầu họ nói thử là mình hướng dẫn góp ý. Chúng tôi đã làm các chương trình trực tiếp âm nhạc Phật giáo hoặc là những chương trình được phát sóng sau đấy trên đài truyền hình HTV và VTV 5-6 đợt. Trong mấy năm vừa qua đó thì thấy rất rõ cái cách mà tổ chức của họ nó chu đáo lắm. Các cái phát biểu mà mình thấy là phỏng vấn thế này kia tưởng là tình cờ và không có gì sắp xếp trước, tất cả được lên kịch bản và nó gọi bằng cái từ chuyên môn là chạy đường dây. Nói cái gì phải viết ra câu cú, bao nhiêu phút, bao nhiêu giây, và phải thực tập trước khi cái lễ đó được diễn ra. Sau này mà nếu ai nói sai với kịch bản là chịu trách nhiệm. Nó là cái cách chu đáo đó. Thì trong một cái lễ cưới này, vì nó quan trọng ấy, ta nói cái gì có chọn lọc, có nội dung, có giá trị cho đôi tân hôn. Chứ còn lúc đó mình nói tinh thần phá chấp sắp bất dị không, không bất dị sắc là phải thua rồi. Bởi vì nó không hợp ngữ cảnh.
đem ra triết lý cho chứng tỏ rằng là cha mẹ là Phật tử thường lành đó mấy các con này thì thôi thua. Ta phải nói cái gì đó nó gắn kết với nội dung của lễ cưới. Phần kế tiếp theo đó là lời cảm ơn của đôi tân hôn, vợ hoặc là chồng nói ít rồi, bày tỏ cái nỗi niềm mà xúc động hạnh phúc khi được tổ chức lễ cưới tại chùa, chứng minh của tam bảo, cha mẹ, người thân thương. Cảm ơn tất cả mọi thứ đã được diễn ra trong quá khứ và đặc biệt là cái ngày trọng thể của hôm nay, ngày quan trọng nhất là khó quên trong cuộc đời. Ngắn gọn này. Để đến đó thì cái phần nghi thức kết thúc đó, đó là niệm Phật. Ngắn gọn thôi, để chúc phúc. Có thể ta đọc thì cái bài nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời địa an lạc, để tạo cái niềm phấn khích rằng là lễ hôn nhân hôm nay đã được tam bảo chứng minh và chúc phúc lành. Còn hồi hướng thì ta sử dụng tối đa là ba khổ thôi. Thế mà hai câu còn nguyên văn đó là bốn khổ. Cái khổ thứ ba, nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung á, của phẩm Liên Quan Viên Mẫu là đừng có đọc cái khổ đó. Thế bởi vì mới đến với nhau hôn nhân mà nguyện sanh Tây Phương, làm sao người ta dám? Chưa đi hết cuộc đời mà kêu được đi về thế giới bên kia. Mặc dù ý tưởng nội dung nó rất là hay nhưng không thích hợp. Và thậm chí cái câu, cái khổ cuối cùng, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử chúng sanh đều cho Phật tạo, có nhiều người cũng chưa sẵn lòng như thế đâu. Người ta chưa hiểu rõ nội dung tâm linh á, nên là cần cũng được mà không cần cũng không sao. Và sau đó là tam tự nguyên kết thúc. Các trình tự như vừa nêu thì chúng ta có thể thay đổi tùy theo mỗi nơi. Chẳng hạn như là sau khi trong nhẫn cưới xong đó, là chúng ta cho phần kết thúc vào liền. Rồi cuối cùng là một cái bài giảng ngắn, có thể là 15 phút, 20 phút, 30 phút tùy theo yêu cầu, thời gian cho phép mà thầy làm chủ lễ đó, hay là một cái người được thỉnh mời thuyết giảng để chúc phúc lành đó, cần phải nắm rõ được một số yếu tố căn bản. Thứ nhất là có thể đề cập đến bốn điều kiện hạnh phúc vợ chồng. Trong Kinh Tăng Chi Đức Phật đã đề cập, thứ nhất là đồng tính, tức là cùng theo một tôn giáo là đạo Phật, rồi tin nhân quả nghiệp báo, đạo đức vân vân. Đồng chí là cùng chí hướng, cùng lý tưởng, và xem nhau như là người bạn đồng hành. Đồng giới đó là hai người có tư cách đạo đức nhân phẩm là nó ngang bằng với nhau, chứ một kẻ ăn chê, một người nghiêm túc là không thể sống hạnh phúc với nhau được. Rồi đồng thí đó, đó là sự cao thượng rộng mở, nhường cơm xẻ áo, chia sẻ giúp đời cứu người, và nhất là giúp họ tộc hai bên. Chứ phần lớn quý bà quý cô có cô nướng là giúp cho gia đình mình nhiều hơn. Còn khi mà nghe nói giúp cho gia đình chồng là đôi lúc mình không vui, làm cho chồng phải rơi vào cái hoàn cảnh khó khăn. Cho nên đó, cái phần mà chia sẻ đó, những gì mà hợp pháp từ tài sản của hai vợ chồng đó, nó cũng phải cân phân với bên vợ bên chồng, chứ đừng đứng về một bên một chiều. Và thứ hai thì chúng ta có thể khai thác cái đạo đức của vợ chồng được Đức Phật nói trong Kinh Thiền Sinh, hoặc là mình trích từ một bài kinh nào đó Đức Phật nói một cách tương tự, chẳng hạn như Kinh Hiền Nhân. Dĩ nhiên là không có giảng dạy quá dài, ngắn gọn thôi, nó gây cái ấn tượng cho người làm lễ. Cái điều thứ ba đó là mình có thể nhấn mạnh đến cái yếu tố hạnh phúc gia đình đó, bằng sự thảo kính hài hòa, có tôn trì trật tự lẫn nhau giữa các thành viên, và ta dựa vào hoàn toàn cái tinh thần của Phật dạy. Bây giờ cái đạo lý dân gian Việt Nam cũng ra có những thứ đó, nhưng mà cố gắng mình trích dẫn được một vài câu kinh mình nói một cách nhẹ nhàng thôi, người ta thấy là lời Phật nó phổ cập khắp mọi nơi. Phần thứ tư đó thì ta có thể nói đến các điều, các yếu tố xây dựng hạnh phúc gia đình kết hợp với tâm lý hiện đại, tâm lý gia đình, tâm lý giới tính. Chứ còn mình cứ trích dẫn toàn là kinh điển đại thừa, trước lấy câu siêu không là không vô được. Và cái lễ cưới
là không cần phải nói trước lý gì, chỉ chúc phúc, nói hướng dẫn hạnh phúc gia đình thôi. Còn những cái trước lý khác thì ta có dịp giảng trong những cái khóa lễ khác, trong những ngày thuận lợi khác, trong những khóa tu. Chứ mà lúc nào cũng dạy người ta tu, lúc nào cũng dạy người ta niệm Phật. Hai vợ chồng đang có vấn đề khốn đốn với nhau mà cứ nói là niệm Phật đi, niệm Phật đi con, rồi mọi thứ nó sẽ vượt qua. Sao vượt nổi? Niệm Phật nó làm cho mình bình an cái tâm thôi, không có nói lời chua cay để không dẫn thêm những cái mâu thuẫn. Mà Đức Phật dạy kinh tứ đế là dạy cho chúng ta phân tích cái hậu quả nghiêm trọng thì sẽ được vấn nạn và tìm kiếm cái nguyên nhân để giải quyết đó. Giải quyết nó có được bát chánh đạo áp dụng nó. Bát chánh đạo là đảm bảo không có việc rắc rối nào mà không được khai thông hết. Và cuối cùng người ta có thể chúc phúc cho đôi chân hôn được hạnh phúc chung thủy bình an với nhau trọn đời. Nếu như cái thời lượng tổ chức lễ cưới tại chùa đó là cả một buổi như là ta làm tại nhà hàng đó, thì ta có thể chia làm hai phần. Phần đầu là cái nghi lễ, nghi lễ bắt đầu bằng cái việc đọc bài kinh, không cần động chú đại bi, không cần cái phần dẫn nhập nó dài dòng phía trước này, ta đi thẳng vào luôn, vô thẳng người vô bài kinh. Rồi nghi thức hành chính của lễ cưới có MC có kinh nghiệm bên ngoài, thay vì đến lúc mà cái phần chúc rượu đấy thì người ta chúc trà, thiền trà, nó cũng có ý nghĩa tương đương đó, và nó cũng tạo ra một sự trịnh trọng. Và như vậy cái lễ cưới ta phải bày bàn ghế trên chánh điện hay là ở ngay cái giảng đường, chứ đừng có làm quá đơn sơ. Hòa thượng Tinh Phân của Đài Loan đó tổ chức lễ cưới trên chánh điện đó, làm luôn cả cái cổng chào để là lễ thành hôn, lễ du di hay gì đó tùy theo, và trang trí rất là đẹp. Tới khi ta chụp hình quay phim cho ta, trời ơi, làm lễ cưới tại chùa hấp dẫn quá, ngon quá, ăn ngon hơn là nhà hàng khách sạn bên ngoài thì ai mà không thích. Và ta phải gắn kết với nhạc lễ nữa. Nhưng mà vô làm lễ cưới mình gọi tóc 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 bòn, tóc 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 bòn, là ta có cảm giác y hệt như lắm cưới, y hệt như đám ma, làm sao ta dám. Mà bữa đó mà cứ tụng quá dài rồi chắc chắn là mồ hôi mồ kê dễ nhảy, ta sợ hết là không dám tới làm lễ nữa. Nên Phật thật đứng ngọn về nghi thức. Hết cái phần đó đó thì chúng ta có thể nghỉ giải lao, rồi sau đó là đến cái phần thuyết giảng. Thì trong thời gian vừa qua đó, khi chúng tôi tổ chức đó, thì đều hướng dẫn gia đình làm lễ cúng dường trai tăng. Sau cái lễ hành chính xong đó là nó cũng khoảng 10 giờ rưỡi đó, thì cho đôi tân hôn này phát tâm cúng dường trai tăng. Cái đó là một cái cơ hội để họ làm phúc, và họ tộc đó, đều thấy rất rõ đó, là muốn tạo phúc báo thì mình phải làm việc phúc. Chứ thay vì để dành tiền bạc công sức cho hưởng thụ, thì ngày hôm đó, đó là ngoài cái việc cúng dường nó còn phóng sinh, là một cái lễ phóng sinh ngắn gọn đó, bằng thuần Việt trong vòng 3 phút đến 5 phút thôi, đừng có dài dòng lượm thượng như các nghi thức bắt tông. Và để cho cô dâu chú rể, cha mẹ cô dâu chú rể, họ tộc cùng thả cá thả chim. Chứ mình làm một cái lễ mà dài dòng thì thả ra mấy con cá ngắt ngửa gần chết rồi, các con chim bò bay hết nổi, thì cái đó không phải là phóng sinh mà là phóng tử. Và để tránh tình trạng đó đó, thì khi mình mua đó là mình phải có các cái dụng cụ chứa đựng. Cái người bán đó, họ họ quan trọng đến cái mạng sống của các con vật này, họ nhồi nhét ví dụ trong một cái thao gì đó 300-400 con này nó đè đầu cỡ cổ con kia, cái lòng chim ấy, nhỏ xíu mà cũng 300-400 con bu ra là ngắt ngửa muốn chết. Ta phải sang là nhiều lòng, tốn một cái lòng bao nhiêu tiền đó. Thì vậy là mình làm cái lễ đó trước khi vô làm lễ hành chánh chính đó, thì ta làm lễ phóng sinh trước. Tại vì hôn nhân đó, thế là nó cũng có đậu cái hoa trái của tình yêu là việc sanh con, mà việc mà phóng sinh trong cái ngày lễ cưới như thế nó có ý nghĩa là hộ sinh cầu an rất tốt. Chứ bữa đó mà thiết đãi đồ mặn giết đó là hàng trăm con gà, con vịt này nó cá lòng tông, thì hỏi chứ làm sao mà gia đình nó được hạnh phúc được. Cái điều này có thể là người tại gia không có để ý đến, nhưng nó có tác động đấy, nó có tác hại tiêu cực đấy. Chứ bây giờ tại Việt Nam mình á, thì tín đồ Thiên Chúa, Tin Lành
ta làm lễ tại nhà thờ, lễ cưới tại nhà thờ. Tín đồ của Hồi giáo thì làm lễ tại nhà thờ Hồi giáo, còn Phật tử thì làm lễ cưới tại nhà hàng khách sạn. Không có mấy người làm lễ cưới tại chùa. Do đó chúng ta phải cố gắng làm sao thấy rõ được cái giá trị của đó để khích lệ làm lễ tế tại chùa. Và tương tự đó, đến những ngày sinh nhật con, sinh nhật cha mẹ, chúc phúc cha mẹ đó, thì cũng nên tổ chức tại chùa. Người cha người mẹ mà nói đứa con mình có hiếu khó lắm, nó không nghe, quen quá là nó không nghe. Thì trước khi tổ chức cái mừng thọ của người cha người mẹ đó, thì ông bà nên chịu khó đến chùa nói: thầy chủ trì trước, trong nhà tôi có đứa con này bất hiếu, đứa con kia nó có vấn đề đó là cái gì phải nói rõ ngắn gọn. Và trong lúc mà chúc phúc á, thì ông thầy ông nói vô những cái điểm đó, thì những đứa con đứa cháu nó nghe: trời ơi, ông thầy này ông đi guốc ở trong tim của tôi. Thì nó sinh ra một cái tâm lý gọi là cảm phục, bội phục. Và những cái lời nói có tình có lý nhẹ nhàng đó, nó đi vào trái tim của người đó và làm cho người đó trở thành là người có hiếu liền. Cho vì cha mẹ nói chưa chắc người ta nghe. Sinh nhật là mừng sự sống mà mình đi giết đãi thực phẩm mặn, làm sao mà có được sự sống ăn lành được. Do đó tổ chức sinh nhật nên tổ chức thực phẩm chay, phóng sinh. Và ta vẫn tạo ra một cái nghi thức rất là trang trọng, linh đình đàng hoàng, không sao hết á. Thì đó là một vài điều chia sẻ về cái kinh nghiệm tổ chức lễ cưới tại chùa. Trong hệ phái khất sĩ đó, thì cái việc tổ chức đó thì có lẽ nó cũng còn ở mức độ gần như là chưa phải là chủ trương, từ đó là dè dặt. Ở Phật giáo Nam Tông là càng dè dặt nữa. Còn Phật giáo Bắc Tông thì từ lâu đó là có cái truyền thống này rồi. Còn các nước Trung Quốc hoặc là những nơi cộng đồng người Hoa như là Hồng Kông, Macau, Đài Loan, Đại Hàn, Nhật Bản đó, thì việc tổ chức lễ cưới tại chùa đã trở thành là một cái truyền thống văn hóa rất đẹp, không thành vấn đề nữa. Thế đó, chúng tôi nghĩ rằng là để mà nâng cao dân số Phật giáo đó, thì việc chăm sóc cho giới trẻ là cái con đường ngắn nhất. Mà giới trẻ đó bắt đầu bằng cái gì? Bằng lễ cưới. Lễ cưới sinh một năm sau có con cái, mà nếu ta chu lo hạnh phúc cho đôi tân hôn đó thì con cái về sau này trở thành Phật tử hết. Và do vậy ta phải cùng nỗ lực làm sao đổi cái câu Nho giáo đánh phá đạo Phật á: trẻ vui nhà, già vui chùa. Làm cho cái giới đi đến chùa toàn là U70, 80 không. Phải chứ già khu đế gần đất xa trời rồi, có muốn sửa cũng không nổi đâu. Thì lúc đó sống bằng niềm tin, tín ngưỡng là chính. Giờ ta phải đổi lại: trẻ vui chùa, già vui nhà. Người già phải ở nhà giữ cửa, làm đạo đức, bóng cả tàn cây cho con cháu no theo chứ. Chứ bây giờ đi đứng lụm khụm khó, tai nạn dễ xảy ra, té ngã cũng không chừng nữa. Còn trẻ em, thanh niên phải đi chùa để học đạo đức, học văn hóa, giáo dục và nhiều phương diện tích cực khác, để ta có một cái tương lai sáng lạng. Thì Nho gia có nhiều câu thâm lắm, từ cái nhẩm viết như thế rồi nó trở thành như ca dao tục ngữ, rồi cứ truyền từ đời này sang đời sau. Cho nên giới trẻ nó là đi chùa quy đi, nó chờ ở tôi chưa có già bà ơi, chừng nào tôi gần lên bàn thờ tôi mới đi. Đến đùng cái tai nạn giao thông chết rồi quề. Do đó là phải làm sao chăm sóc giới trẻ. Sinh hoạt giới trẻ đó nó có cái nội hàm phải khác với giới già. Cho nên từ lâu chúng tôi mong mỏi là những cái ngày chẳng hạn như chủ nhật hay là thứ bảy tùy theo nơi, thì nên có hai cái nghi thức đọc tụng khác nhau: nghi thức cho người lớn tuổi và nghi thức cho thanh thiếu niên. Thanh thiếu niên không thể đọc những cái bài kinh dài lê thê như là người lớn tuổi bây giờ ta về hưu ta không có việc gì để làm á, tìm niềm vui trong tín ngưỡng là tốt.
mà không á là đàn ông mà đi rượu chè, phụ nữ đánh bài tứ sắc là thua. Nên là cố gắng là càng nhiều cái hoạt động tích nữa là càng tốt cho họ. Còn giới trẻ mà làm như thế là ngán liền. Phải tổ chức ca múa sướng hát có nội dung Phật học, rồi sinh hoạt, học hỏi, giao lưu, dự phần vân vân. Thì việc sinh hoạt cũng phù hợp với lứa tuổi, và giới tính như thế thì nó mới có cái kết quả được. Tôi có thể chia giờ ra, chẳng hạn buổi sáng là dành cho người lớn tuổi, và buổi chiều đó dành cho giới trẻ, vì giới trẻ nó đi học. Chương trình học Việt Nam bây giờ nó nhồi sọ ghê gớm lắm, học từ sáng đến chiều về còn đi học thêm đó. Thế nên là nhiều cha mẹ cứ nghĩ là thôi không có muốn hướng dẫn con em mình đến chùa làm gì, vì nó chương trình nó nặng quá, sợ nó tới nữa nó chịu không nổi. Đó là một quan điểm sai lầm. Học căng thẳng rồi chỉ cần tham dự một cái khóa kinh ngắn thôi, mọi căng thẳng nó tan biến hết. Không tin thì làm thử, đang căng thẳng kinh, đang nhức mỏi, đang áp lực, tổn thương của thầy kinh là nó tan biến hết rồi. Cho nên thay đổi không gian bằng một cái nội dung tâm linh đó, nó sẽ giúp cho chúng ta sống một cách an vui, hạnh phúc và bình an. Nếu còn thời gian thì bây giờ là cái phần chia sẻ và giao lưu. Rất kính mong các vị tôn đức và các Phật tử có mặt hôm nay đã đặt những câu hỏi. Cái nghi thức này thì được ăn tống khá rộng rãi. Nếu chư tôn đức nào cần thì lần sau sẽ mang lên cúng dường. Ngắn lắm, có mười mấy trang thôi. Mình tổ chức lễ cưới trong vòng 45 phút rồi. Nếu ta có tụng luôn cái phần kinh về sáu tư quan gia đình và xã hội, còn nếu bỏ phần đó đó thì nó còn lại khoảng chừng 25 phút rồi. Cho nên nó vừa phải với một cái nghi thức so với bên ngoài. Rồi sau đó ta tạo điều kiện cho gia đình đó, họ đãi tiệc ngày đầu thì trong chùa, thì ngày sau thì họ có thể đãi theo phong tục tập quán gì cũng được. Còn người theo Ấn Độ giáo đó thì lễ cưới của họ đó đều được một vị tu sĩ Bà La Môn đến làm lễ hết đó. Lễ cưới thường được diễn ra khoảng 11 giờ khuya, 5-6 giờ chiều đó là họ đi ra ngoài đường phố ca múa sướng hát để ăn mừng. Cô dâu thì ở nhà chuẩn bị, còn chú rể thì ngồi trên con ngựa trắng. Phía trước chú rể thì đặt một cậu bé khôi ngô để mong được sinh con trai. Thì là nhân quá này là trọng nam khinh nữ mà. Sinh năm đứa con gái, ở Việt Nam gọi là ngũ long công chúa, thì ở Ấn Độ gọi là ngũ quỷ. Bởi vì sinh ra năm đứa con gái là mặt đẹp luôn. Vì đàn gái phải chịu tiền của hồi môn á cho bên đàn trai. Người đàn trai đó giàu sang, cậu con trai đẹp trai chừng nào, vai trò vị thế xã hội lớn đó, thì cái tiền hồi môn á được yêu cầu từ bên đàn gái nó càng cao. Cho nên sinh ra năm đứa con gái là coi như là nghèo sạc riệp. Đó là lý do mà người Ấn Độ khi đi khám giới tính mà phát hiện cái bào thai là nữ là người ta phá, nhất là những người nghèo, quỷ thai đi. Hiến pháp Ấn Độ hiện nay đã nghiêm cấm, nhưng mà cái tục phá thai giới tính đó nó vẫn còn. Và họ đi từ 5-6 giờ chiều cho đến là 9-10 giờ tối, rồi phải tới một cái công viên, họ có một cái công nghệ dường liều làm đẹp lắm. Rồi nhạc linh đình, và hình như là 90-mấy% lễ cưới nào cũng ăn chay hết trơn, chứ không có ăn mặn. Ngay cả những người theo Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, mà nếu sống ảnh hưởng ít nhiều cái nền văn hóa của Ấn Độ đó, đều ăn chay trong lễ cưới. Đó là một cái nền văn hóa khá hay. Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay,
xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ